Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lý Tịnh ạ. Dạ, con thưa sư, một người ở đời sợ ma là do đâu ạ? Với kiểu sợ hãi này, vị đó cần tu tập về đề mục gì hoặc suy tư về điều gì để loại bỏ nỗi sợ này ạ? Sợ đấy nó sinh ra từ cái sự tham ái này. Ví dụ như là một cái người mình quá tham ái đối với cái thân thì nó sinh ra sự hãi chết. Không, còn những người mà không tham ái với thân nó không sinh ra hãi chết, vì nó gặp ma, vì nó nói chuyện với ma cũng chẳng sao. Thì là chuyện bình thường. Ví dụ những cái người mà ở trong rừng hay những người tu hay là ở nghĩa trang, người ta sẽ thấy phi nhân hú hố na ó là chuyện bình thường, mà những người đấy không sợ vì người đấy rất là tự tin. Đó cứ mặc kệ, nếu như có nhìn thấy nó cũng cứ mặc kệ nó chẳng sao. Nếu nó đó là chư thiên, mình nói chuyện với chư thiên chẳng sao. Còn nếu không mình cứ áng nặng đi, mình người ta làm việc gì kệ người ta, còn việc mình làm gì cứ kệ mình, người ta cũng chẳng đụng đến mình chẳng đụng người ta làm gì, vậy thì đâu phải sợ. Còn những người nào mà còn tham dục còn sân hận mới sợ, rồi sân hận nhìn thấy mình đi tấn công người ta thì thành ra người ta bất mãn, người ta tấn công lại mình. Vậy là cái người còn những cái phiền não còn mạnh thì còn sân hận, còn sợ hãi. Còn những người nào phiền não ít rồi thì sẽ không sợ hãi nữa, chỉ khác nhau là người có sợ hãi thôi. Thì để mà hết được cái sợ hãi đấy thì thứ nhất là mình phải giữ giới, và thứ hai nữa mà mình tu tập các cái thiện pháp nhiều, để cho nó bớt sợ hãi đi, tụng những cái bài kinh bảo hộ, tức là mình phát triển cái tâm từ và thực hành cái pháp thiền tâm từ. Đấy là để diệt trừ sợ hãi, và thực hành những cái pháp thiền quán bất tịnh để mình diệt trừ cái tham ái tham dục, và thực hành thiền hơi thở, rồi sau đó chuyển lên thực hành các pháp thiền quán để đoạn trừ những cái sân hận ngủ ngầm ở trong tâm đi nữa, là nó sẽ chấm dứt sợ hãi đó.